Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Quý Trần tuổi 40, tôi không vội kết hôn và niềm hối hận lớn nhất cuộc đời với nghệ sĩ Thanh Tòng. Được dạy dỗ hướng vào nghề từ bé và được cố nghệ sĩ Thanh Tòng yêu thương hết mực. Mới đây nghệ sĩ Quý Trần còn bộc bạch niềm vui hối hận lớn nhất của cuộc đời với cha là cố nghệ sĩ Thanh Tòng. Chuẩn bị cho chương trình Sao Nổi Ngôi, một chương trình đặc biệt dành cho những nghệ sĩ hậu duệ của nghệ sĩ Quý Trần chia sẻ qua mỗi mùa. Cô cảm nhận được sức lan tỏa từ thương hiệu chương trình. Những thí sinh bước ra từ cuộc thi được công chúng biết đến có nhiều loại động hơn đến hẹn lại lên. Mỗi năm cô cùng khán giả chờ đợi lẫn mong chờ những nhân tố mới qua chương trình công chúng bất ngờ. Nghệ thuật không được mất dần đi những người giỏi người trẻ. Từ đánh giá bản thân nhạy cảm màu nước mắt, nghệ sĩ Quý Trần thủ lộ là phụ nữ Quý Trần sẽ mũi lòng xúc động trước những hoàn cảnh gia đình. Trần luôn hình dung nhớ lại cha luôn hy sinh chấp cánh cho con gái trên con đường nghệ thuật. Từ mặc cảm xúc đó, Trần cảm thông chia sẻ với các thí sinh hiểu được khi họ phải nối nghiệp dù mang đầy khó khăn thử thách để làm sao xứng đáng với kỳ vọng của cha mẹ. Cô hiện đang sống với gia đình của anh hai cùng các cháu. Ngoài công việc đi lập tường biểu diễn, cô luôn muốn dành thời gian cho mẹ, bởi cô cho biết khi trẻ cứ mãi lo sự nghiệp không dành thời gian cho gia đình nhiều. Đến những tháng ngày mà nghệ sĩ Thanh Tòng bệnh, cô vẫn tất bật với nhiều chương trình. Những ngày đó đi diễn xa, Trần cứ lo sợ không về kịp nên chỉ dám nhận show ở Sài Gòn để gần cha. Hiện tại Quý Trần cùng lớn tuổi nên Trần muốn dành thời gian cho mẹ, bởi cuộc sống giờ không phải lo quá nhiều về việc mưu sinh mà có một vị trí định để khán giả yêu thương. Quý Trần là đóa hoa vàng trong làng cải lương Việt Nam, xuất thân trên sân khấu với hình ảnh xinh đẹp, vui vẻ, nhưng cuộc đời riêng của cô lại có nhiều nỗi niềm kín đáo. Quý Trần kiệm lời trong chuyện tình cảm, cô thậm chí từng muốn bỏ nghề sau cú sốc mất đi người thân yêu. Quý Trần là hậu duệ có đời thứ 5 sau gia tộc Tường Cố Bầu Thắng Minh Tư nổi tiếng, lớn lên trong cái nôi của cải lương. Nữ nghệ sĩ sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm với bộ môn nghệ thuật này. Từ nhỏ đã theo bố vào các đoàn diễn, đến năm 8 tuổi, cô chính thức vai diễn đầu tiên, được thầy giới dìu dắt công việc mới, nỗ lực của bản thân. Quý Trần nhanh chóng gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ. Khúc Ly Hương, Trắng Hoa Mai, Bên Cầu Dệt Lụa, Con Mắt Thời Gian là những vở liền với tên tuổi của Quý Trần. 58 tuổi cô sật giành giải Hiếu Trang danh giá đến năm 21 tuổi. Khúc Ly Hương, Trắng Hoa Mai, Bên Cầu Dệt Lụa, Con Mắt Thời Gian là những vở gắn liền với tên tuổi của Quý Trần. 58 tuổi cô xuất sắc giành giải Hiếu Trang. Ít ai biết rằng Quý Trần theo học một lúc hai trường cao đẳng kinh tế, đối ngoại và đại học sư phạm. Tuy nhiên các show mời hát nhiều nên Quý Trần quyết định dành trọn tâm sức cho nghệ thuật, nối nghiệp gia đình là con cháu nghệ sĩ lớn. Cô có nhiều thuận lợi để phát triển đam mê, nhưng đi kèm với đó là không ít áp lực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.